Hello và welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi một loại 8 game. Các bạn mình phá từ cái đầu tiên nha. Xong với sofa. Let's go. Let's go. Thank you.
Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Respect 2. Let's go. Đó là mã số mở két sắt. Ok. That's right. Rồi, let's go. Oh my gosh, wow. Ai ngờ ông ta đang ở ngay đây. Tài thật. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Super Internet Memos. Let's go. Let's go.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư, Scary Teacher vào đây. Let's go. Tựa game của Scary Teacher vào đây này mới update thêm rất là nhiều phần mới. Nhưng mà những phần cũ thì nó bị như là bắt buộc các bạn phải mua lại. Và không hiểu sao lại khi update xong lại bắt buộc phải mua lại tất cả mọi thứ. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ lên cho nó. Little rascal!
I really am the best chef in the world. Let's go. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái nốt Twist Part 1. Start game. Skip. Đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở các phòng này. Ok. Thế giới của Respect. Đây là một thế giới của gã này. Ông ta sống ở khu này. Đầu giờ chê. Chê sân. Chê. Administration. Labyrinth. Phần 3 của season 1 này. Wow. Phần này mới rồi. Ông ta đi xuyên qua luôn. Wow. Ông ta đi xuyên qua. Tài thật. Đợt chưa update thì phần đó của cái game này nó là các bạn sẽ đi một rãnh bùn. Và khi update rồi thì nó rất là khoai luôn. Ok, và mình sẽ chơi tiếp cái game tiếp theo. Wow, let's go. Cô bé này mình không giết đâu, bắt buộc phải rửa một cách gì đó. Ah!
thành công rồi. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Ice Cream 2. Ok, let's go. Bây giờ thì tựa game này với phù hợp với iPad này đây. Tốc độ khá là chậm. Đâm ra đôi lúc thì không quá đảo tựa game này. Đâm ra các bạn trẻ rất là muốn hỏi là tại sao không quá đảo tựa game này. Thực ra thì tại vì tựa game này nó chưa phù hợp với iPad này, cho nên tốc độ đi của tựa game này nó khá là chậm luôn. Còn nếu iPad cũ của mình thì vẫn đi bình thường. Không hiểu sao iPad mới này nó lại bị vậy. Có một cái đi chéo thì mới nhanh được. Oh my god. Ta nhìn thấy mình luôn. Ta thật. Mình khá là chậm rồi. Khi mình có món đồ trên tay thì mình cũng không sợ ông ta. Đây đi thẳng rất là chậm luôn này, tốc độ đi rất chậm luôn. Ok, let's go. Mình sẽ tìm những cái thùng rác này để kiếm một tấm vé vào xong rồi không? Và trong ngôi nhà này thì các bạn có thể chơi game trong ngôi nhà đó cũng được. Có một loại tựa game cũng khá là hay và khá là buồn cười.
là một trong hai thùng rác kia rồi. Đó, và các bạn có thể vào đây chơi game. Ok. Oh my god. Lạ lắm. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Hotel Tiran. Let's go. Mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.